Kể từ khi Levy trở lại trong màu áo gam mùa hè 2019, VCS thường chứng kiến một kịch bản quen thuộc khi đội tuyển áo vàng đen tỏ ra áp đảo tại giai đoạn vòng bảng. Nên nhớ rằng Team Flash 2020 cũng không thể đứng đầu vòng bảng, chỉ duy nhất Cerberus là cái tên thành công làm được điều đó vào mùa đông 2021. VCS Hoàng Hôn 2023 là một thử thách mới cho Levy và các đồng đội khi họ đang gặp quá nhiều khó khăn ngay từ những trận đấu đầu tiên. Giờ đây, khi ngai vàng đang lung lay dữ dội, Gam sẽ phải đóng vai kẻ thách thức với Team Well đang độc tôn ở đỉnh bảng xếp hạng. Một chiến thắng trước đối thủ trực tiếp chưa thể đưa Levy và đồng đội trở lại vị trí quen thuộc, nhưng sẽ là một câu trả lời đanh thép nhất cho những ai còn nghi ngờ vào khả năng của nhà vua VCS. Ngược lại, cả voi xanh cũng sẽ muốn có được chiến thắng trước đương kim vô địch hơn bao giờ hết sau cú sải chân trước Team Secret. Thắng lợi trong trận lượt về này sẽ củng cố gần như 100% vị trí top 1 vòng bảng, và hơn hết họ sẽ đánh bay tinh thần đang lên cao tới từ Gam Esports. Vậy đâu sẽ là những điểm nhấn đáng chú ý trong loạt BO3 đầy hứa hẹn vào tối chủ nhật tuần này? Liệu Gam hay Team Well sẽ nắm lợi thế trong tay để khẳng định sức mạnh bản thân? Hôm nay, hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân đến với tâm điểm lượt về VCS 2023 Hoàng Hôn, đại chiến giữa cả voi xanh và nhà vua VCS. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn like và sub để ủng hộ cho Lu cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về Liên minh Huyền Thoại. Khoan hãy nói về những yếu tố thuần chuyên môn từ hai đội tuyển, bởi chúng ta biết rằng thể thao không chỉ gói gọn trong những câu chuyện về kỹ năng, mà tinh thần, sự quyết tâm cũng là những yếu tố quyết định thành bại. Về phía nhà vua Gam, các fan của VCS chắc hẳn đều hiểu được Levy cùng đồng đội đã và đang phải hứng chịu nhiều áp lực như thế nào sau thành tích không như mong muốn tại London tháng 5 vừa qua. Không chỉ mang gánh nặng về một bộ mặt sáng sủa hơn ở đấu trường quốc tế, người ta còn trông chờ vào một đội hình mạnh nhất trong lịch sử VCS khi 5 thành viên hiện tại của Gam đã giành tới 21 chức vô địch quốc nội. Có lẽ chính sự kỳ vọng to lớn từ giới mộ điệu đã phần nào khiến cho những bước chân đầu tiên của Gam trong mùa giải mới có phần chệch choạc. Thất bại trước chính Team Well như một hồi chuông thức tỉnh bản lĩnh của những nhà vô địch trong màu áo vàng đen. Họ thi đấu khởi sắc trong từng trận đấu, mang về chuỗi thắng 4 trận liên tiếp, tiến đến áp sát ngôi đầu với thành tích 6-2. Thành tích khả quan gần đây đã giúp cho tập thể Gam nói chung có phong độ ổn định hơn rất nhiều, và quan trọng hơn hết, gánh nặng tâm lý của các cá nhân đã dần được gỡ bỏ. Kết thúc 2 tuần thi đấu đầu tiên của VCS 2023 Hoàng Hôn, đường dưới được coi là tử huyệt của Gam khi Jin cũng như Slider có phong độ đi đường khá tệ. Về phía của Jin, hỗ trợ của Gam đã nhận nhiều luồng ý kiến tiêu cực khi người ta cho rằng anh là bao quanh Cham Rakan và không đạt tiêu chuẩn cho đội hình của nhà vua VCS. Thậm chí chính Jin đã tự nhìn nhận bản thân là gánh nặng của đội và muốn Gam tuyển hỗ trợ mới. Vậy nhưng có lẽ áp lực đã tạo nên kim cương khi chính hỗ trợ của Gam là người góp công không nhỏ trong chuỗi thành tích ấn tượng vừa qua của đội tuyển. Những màn trình diễn Rell, Alistar hay Heimerdinger của Jin đã đánh bay những nghi ngờ về khả năng của anh trong màu áo vàng đen. Người đồng hành cùng Jin ở đường dưới là Slider cũng bị đặt rất nhiều dấu hỏi về khả năng thích nghi. Nhưng Slider vẫn là Slider mà chúng ta biết, càng bị đánh giá thấp thì siêu xạ thủ sẽ càng trở lại mạnh mẽ hơn. Cú Bentakill với tướng tủ Kai'Sa trong trận đấu gặp Team Flash sẽ là cú hích tinh thần cực lớn để anh chàng này quay lại đúng với phong độ hủy diệt ở mùa xuân. Trước cặp xạ thủ hỗ trợ được coi là toàn diện nhất tại Việt Nam hiện tại của Team Well, chắc chắn bộ đôi đường dưới của Gam sẽ muốn khẳng định lại tên tuổi của mình trên bản đồ VCS. Đây cũng là khu vực nóng nhất trong trận đấu vào chủ nhật này khi Slider và Artemis đã luôn bị so sánh với nhau trong nửa thập kỷ đã qua. Nếu Gam cần một chiến thắng trước Team Well hơn bao giờ hết để trở lại vị thế của đương kim vô địch, thì cả voi xanh cũng đang khát khao đánh bại nhà vua ở cả hai lượt trận vòng bảng. Không chỉ củng cố ngôi đầu, hai trận thắng trước Gam Esports sẽ đưa tinh thần của Team Well lên cao hơn bao giờ hết. Với 3 trên 5 cái tên trong đội hình xuất phát là tuyển thủ quốc gia tham dự ASEAN sắp tới, không còn nghi ngờ gì về năng lực của những cái tên bên phía Team Well. Tuy vậy, với những fan của Liên minh Huyền Thoại, chúng ta đều biết để đi tới chức vô địch không chỉ cần yếu tố kỹ năng cá nhân, mà trong đó còn là bản lĩnh, sự lì lợm trước những thời khắc khó khăn. Trong phần lớn mùa giải vừa qua, cả voi thường triển khai thế trận có lợi thế sớm, sau đó sử dụng khả năng macro cực kỳ bài bản của mình để bóp nghẹt đối thủ. Tuy vậy, khán giả chưa có nhiều cơ hội chứng kiến họ xử lý ra sao trong những thời khắc khó khăn. Trong tuần thi đấu vừa qua, Team Secret đã mang tới thử thách thực sự cho đoàn quân của huấn luyện viên Yuna, và khi không có Artemis trong đội hình, Team Well đã không thể cho thấy bản lĩnh khi bị dẫn trước để rồi nhận thất bại 1-2. Ở chiều ngược lại, đối thủ của họ, Gam Esports, lại là đội tuyển rất thường xuyên lật ngược thế cờ sau khi bị dẫn trước, nhờ khả năng nắm bắt cơ hội xuất sắc. Chính vì vậy, trận đấu tâm điểm tuần này sẽ là một thử thách nặng đô cho Glory và đồng đội khi đối đầu với một đối thủ đủ sức chơi sòng phẳng với họ từ giai đoạn đi đường. Ngoài ra, Gam cũng sẽ tận dụng mọi sai sót dù là nhỏ nhất của đối phương, nên cả voi sẽ có một bài test macro khó nhằn trước đối thủ vàng đen. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều khó khăn cho Team Well, nhưng đây cũng là cơ hội hoàn hảo để họ chứng minh khát khao, bản lĩnh của một ông lớn. Trong một cặp đối đầu giữa hai đội tuyển có khả năng đi đường tốt nhất tại VCS, đội tuyển nào chiếm được ưu thế trước phút 15 sẽ nắm được lợi thế rất lớn.
Cụ thể, Gam đang có chênh lệch vàng trung bình ở phút 15 là 814, xếp thứ 2 tại giải đấu, sau Teamwell với con số 933. Cả Gam và Teamwell cũng rất biết cách tận dụng lợi thế đầu game khi nhà vua VSET đã giành chiến thắng 81% ván đấu mà họ có lợi thế trước phút 15. Ở chiều hướng ngược lại, cả Voi cũng dứt điểm thành công 79% ván đấu mà họ thắng đường. Teamwell cũng đang sở hữu tỷ lệ trụ đầu ấn tượng nhất với 60%. Xếp ngay sau đó chính là Gam với 58%. Những con số thống kê đã chỉ ra rằng cả hai đội đều có những người chơi với kỹ năng đi đường ổn định cho tới xuất sắc tại giải đấu. Chính vì thế, không có quá nhiều chênh lệch giữa kỹ năng xử lý của từng người chơi và khả năng macro cũng như sự can thiệp của hai người đi rừng sẽ là yếu tố quyết định tới thành bại của các đường. Với Levi, sau một vài trận đấu đầu tiên bỏ quên cảnh dưới, đội trưởng của Gam đã chú ý nhiều hơn tới Slider và Zin. Đường kim vô địch VZ cũng đang có tỷ lệ kiểm soát rồng nguyên tố cao nhất giải với 67%, cao hơn một chút so với 65% của Teamwell. Ở chiều ngược lại, Binjay đang kiểm soát sứ giả rất tốt với 63%, cao hơn khá nhiều so với Levi khi người đi rừng của Gam hạ gục sứ giả 55%. Một thế trận kiểm soát chặt chẽ là điều được dự báo trước khi không bên nào muốn mất đi những lợi thế từ mục tiêu quá sớm. Khi khoảng cách về kỹ năng không quá lớn, những quyết định trong khâu cấm chọn sẽ mang tính quyết định về kèo đấu các đường và ảnh hưởng tới lối chơi tổng thể của hai đội. Trong kèo đấu đường trên, cả hai người chơi đều ưa thích sử dụng những đấu sĩ sát thương khi Kia'Ja thường xuyên khóa vào Jack, Renekton hay Na. Còn Spada cũng đã 10 lần chơi cá sấu và 3 lần chơi Jack. Chính vì vậy, rất có thể thần cá sấu và bậc thầy vũ khí sẽ là những quân bài được ưu tiên cấm chọn hàng đầu của hai huấn luyện viên. Câu chuyện tương tự sẽ nằm ở đường dưới khi cả Slayer và Artemis đều chơi Kai'Sa và Xayah rất nhiều. Đây cũng được dự báo là hai lựa chọn thường xuyên trong cặp đấu này. Điểm khác biệt sẽ nằm ở vị trí hỗ trợ khi Bia có một vị tướng đa dạng hơn so với Jin, hỗ trợ nổi tiếng với khả năng mở nhưng ít khi sử dụng những vị tướng dạng bấp. Điều này khá dễ hiểu bởi hỗ trợ của Gam thường xuyên di chuyển với người đi rừng Levi để kiểm soát bản đồ cũng như tạo ưu thế cho đường giữa và đường trên. Tuy vậy, huấn luyện viên Yuna hoàn toàn có thể tận dụng điều này để ép Jin vào những kèo đấu không thuận tay và giảm đi độ hiệu quả trong việc kiểm soát bản đồ của Levi. Khu vực đường giữa sẽ là nơi được coi có nhiều chênh lệch nhất khi KT chưa có những màn thể hiện ấn tượng từ khi trở về từ MSI 2023, trong khi Glory đang có phong độ cao. Còn nhớ trong giai đoạn lượt đi, cả 3 ván đấu đều chứng kiến Glory áp đảo hoàn toàn so với đồng đội tại đội tuyển Việt Nam. Ở ván đấu đầu tiên là màn trình diễn Jay ấn tượng của Glory khi liên tục có những màn solo kill thẳng mặt KT và đem lại chiến thắng cho Teamwell. Ván đấu thứ 2 và thứ 3 đều là kèo đấu Ari và Nico khi hai đường giữa đổi kèo cho nhau. Vậy nhưng dù là cầm Ari hay Nico thì Glory vẫn là người có giai đoạn đi đường hiệu quả cũng như áp lực hơn rất nhiều so với KT. Nếu như vẫn không có sự tiến bộ trong trận lượt về tới từ đường giữa của Gam thì Katinat không chỉ là một mìm chế. Sẽ là một thiếu sót nếu chúng ta bỏ quên đi tầm ảnh hưởng của bàn huấn luyện khi cặp đôi Yuna CN đang làm rất tốt và tạo ra một phiên bản Teamwell thi đấu chặt chẽ, macro bài bản trong mùa giải năm nay. Đã từng có những nghi ngờ về khả năng của huấn luyện viên trưởng Yuna sau những kết quả chưa thật sự ưng ý. Nhưng nhìn vào sự tiến bộ của cả Voi từ mùa xuân sang mùa hè, những lời ngợi khen là hoàn toàn xứng đáng cho bàn huấn luyện của Teamwell. Về phía Gam, những gì Hankey và Ray đang cố gắng trau dồi và hoàn thiện cũng đáng để được ghi nhận. Sau những chật choạc ở giai đoạn đầu mùa, Gam đang dần đi đúng với quỹ đạo với những sự thay đổi về lối chơi khi hướng xuống cánh giữa nhiều hơn thay vì tập trung chủ yếu cho nửa trên bản đồ. Trong một kèo đấu cân não, chiến thuật và cấm chọn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung cuộc và hãy cùng chờ xem ai sẽ chiến thắng trong cuộc đấu trí trên bàn ghế huấn luyện. Với việc sẽ có tới 6 đội bước vào vòng playoff VSET 2023 Hoàng Hôn, Teamwell và Gam đã chắc chắn có mặt tại vòng đấu này. Một vị trí tốt trên bảng xếp hạng sẽ đem lại cực nhiều lợi thế khi bước vào những cặp BO5 căng thẳng. Những trận đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ là cơ hội cho cả Gam và Teamwell nhìn nhận rõ nhất về sức mạnh cũng như điểm yếu của mình. Trận đấu tâm điểm ngày Chủ nhật này sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn là một cuộc cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu và hứa hẹn sẽ chiêu đãi khán giả những màn trình diễn căng thẳng hấp dẫn nhất. Dưới góc nhìn của những khán giả trung lập, một chiến thắng dành cho Gam khiến VSET hấp dẫn hơn rất nhiều khi Teamwell không thể một mình một ngựa băng băng về đích. Ngoài ra, thêm một thất bại cho cả Voi cũng sẽ là động lực để đại gia mới nổi của VSET hoàn thiện hơn. Không phải trong thời gian qua, Teamwell không có khuyết điểm, mà chính những đối thủ còn lại đều chưa đủ xuất sắc để tận dụng và trừng phạt sai lầm. Trước một Gam Esports quá nổi tiếng với khả năng chấp thời cơ, cả Voi sẽ phải rất dè chừng Levi và đồng đội. Nhìn chung, sau những gì đã thể hiện trong giai đoạn lượt đi, Teamwell và Gam sẽ là hai cái tên sáng giá nhất cho tấm vé đến với Hàn Quốc vào tháng 10 này. Chính vì vậy, những cuộc đối đầu của họ sẽ mang yếu tố chuyên môn rất cao và phản ánh được thực lực hiện tại của VCS. Với cá nhân luôn nghĩ rằng Gam sẽ có thắng lợi 2-1 bởi họ đã có những sự tiến bộ trong khoảng thời gian gần đây và đây cũng sẽ là một kết quả để thúc đẩy cả Voi có thêm quyết tâm thi đấu trong thời gian tới. Vậy còn các bạn, liệu kịch bản nào sẽ diễn ra trong trận đấu tâm điểm tuần này? Đâu sẽ là cái tên xứng đáng để ngự trị ở top đầu VCS? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của VCS.